Quý khán giả thân mến, với quyết tâm làm sạch địa bàn, quận Cái Răng đang tập trung tiến hành đợt xét nghiệm cộng đồng đợt 2. Bám sát kế hoạch, các lực lượng phối hợp triển khai trước tiên ở các khu vực có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, khu vực phong tỏa và an toàn là một trong những yếu tố được đặt lên hàng đầu. Đợt này, quận Cái Răng tổ chức 76 đội hình lấy mẫu với trên 200 người, trong đó có khoảng 120 cán bộ sinh viên đến từ trường cao đẳng y tế tham gia hỗ trợ. Các lực lượng sẽ tỏ điều ra tất cả các phường để thực hiện. Thì phường nào mà đông dân thì chúng ta sẽ cho cái lực lượng họ nhiều hơn, lực lượng mà xét nghiệm nhiều hơn. Phương cách là chúng ta đi tới từng hộ gia đình để chúng ta thực hiện. Còn cái năng lực thì mỗi đội như vậy thì xét nghiệm là mỗi ngày là 200. Và nhân lên cho 76 đội đó sẽ làm là từ 12.000 cho đến 16.000 người mỗi ngày. Phường Phú Thứ gồm 12 khu vực và hiện là địa bàn có nguy cơ rất cao bởi đã ghi nhận những trường hợp lây nhiễm rải rác trong cộng đồng. Gần đây nhất là ở các khu vực An Hưng, An Phú, Khánh Bình, vân vân. Thì đối với địa bàn của phường á, thì những cái khu vực phía trong á, thì nói chung về cái đường giao thông đi thì nói chung so ra thì nó có một số khu vực thì nó cũng còn khó khăn. Do đó cái việc di chuyển của cái đội hình lấy mẫu thì nó cũng vất vả cho cái lực lượng này. Nhưng mà với sự mà quyết tâm này của cái đội hình cũng như này trong cái chiến dịch này của phường thì cố gắng cũng sẽ hỗ trợ tạo điều kiện sao mà cho lấy đến các từng hộ để không bỏ sót cái trường hợp hộ nào để đảm bảo chiến dịch nó thành công. Test lần này lần thứ 7. Nhưng mà mấy lần trước thì có địa điểm test cho mình, nhưng mà lần này thì các anh em là tới mỗi gia đình test cho mỗi người công nhân để cho vượt qua cái test COVID-19 này. Thì đó đây là đường tệ, nó không lây lan chạm bên ngoài xã hội. Công tác phòng lây nhiễm cho cái lực lượng mà đi lấy mẫu hay là lực lượng y tế tham gia phối hợp hay là lực lượng phối hợp là một trong những cái việc làm thường xuyên. Không phải đợi tới cái việc mà nguy cơ cao thì chúng ta triển khai gắt gao hơn đâu. Và các lực lượng này thì chúng ta đã tham gia từ đầu cho tới từ đầu dịch tới giờ. Những lực lượng này là những lực lượng nòng cốt, được tập huấn thường xuyên, được xét nghiệm thường xuyên, được di chuyển tới địa bàn, coi như thông thuộc cái địa bàn, được trang bị các thiết bị bảo hộ cũng như là được các tiện phòng chống dịch bệnh đầy đủ. Tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa để không xảy ra lây nhiễm chéo đối với lực lượng làm nhiệm vụ cũng như nhân dân trong quá trình lấy mẫu. Quận Cái Răng đang nỗ lực phối hợp tổ chức xét nghiệm diện rộng theo kế hoạch với sự đồng thuận rất cao của nhân dân địa phương. Như vậy là tính đến hết hôm qua, quận Cái Răng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 3.757 người ở 7 trên 7 phường, trong đó có 96 người test nhanh, 3.661 người lấy mẫu xét nghiệm đơn PCR, nâng tổng số người được thực hiện xét nghiệm cộng đồng trong đợt này của quận đến nay lên 4.843 người và chưa phát hiện ca dương tính.